Hi, xin chào bạn. Với 30 triệu đồng một laptop, các bạn sẽ có tương đối nhiều các lựa chọn. Thế nhưng, cái lựa chọn các bạn thông thường sẽ là tới từ nhiều các hãng. Còn cái cấu hình thì gần như sẽ là không thay đổi. Các bạn sẽ được trang bị mẫu CPU Intel Core i5 hoặc là Intel Core i7. Tức là cái lượng nhân của CPU sẽ nằm khoảng từ 4 tới 6 nhân. Một mẫu card đồ họa là RTX 2060. Nó rất phổ biến trong một năm trở lại đây. Và bây giờ đã là đầu năm 2021 rồi, chúng đã có sự hợp tác của AMD với NVIDIA trong cuộn mẫu laptop. Và 30 triệu đồng, các bạn sẽ được trang bị một mẫu CPU lên tận 8 nhân hoặc thậm chí có thể mạnh hơn cả một số các dòng CPU trên desktop. Và card đồ họa đã nâng cấp thành RTX 3060 rồi. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn mẫu laptop Acer TOS Gaming A15. Nói sơ qua một chút về phần vẻ ngoài thì với dòng A15 năm nay, thực ra là những cái dòng laptop TOS năm nay đã được cải tiến về mặt hình thức rồi. Đầu tiên mình sẽ nói đến phần đây, cái phần khe hút gió. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 khe hút gió để có thể là để thổi được gió ra ngoài, và hút gió sẽ nằm ở ngay bên dưới cơ, mình hơi nhầm một chút. Về phần mặt trước thì sao? Ở phần mặt trước thì ngay bên trên cùng cái phần nắp máy ở đây, nắp máy được làm từ chất liệu kim loại và có màu gray, và sẽ có logo của TOS đặt ở hai phía. Ở phía trên cùng thì sẽ là một logo TOS, và phía bên góc phải đấy, theo bên tay phải của mình sẽ là dòng chữ TOS Gaming, TOS thôi, chữ Gaming thì theo banner của hãng thì nó nằm bên ngoài cơ. Và đây, khi mình mở máy ra, các bạn có thể nhìn thấy được thì với cái thiết kế mới về mặt phía logo sẽ giúp cho dòng TOS Gaming mang được tính chất nhận diện và mới mẻ, độc lạ ở trên các dòng laptop khác. Và ở 4 feet cao su ở 4 phía đây sẽ chịu nhiệm, đó chính là trang trí cho máy thôi. Và khi mở máy ra thì sao? Thì đây, mình sẽ mở trực tiếp máy ra để các bạn nhìn được bản lề của các laptop gaming. Bởi vì mình biết có rất nhiều bạn đây đánh giá không cao bản lề laptop gaming, nhưng mà theo như mình đánh giá, với 30 triệu đồng laptop gaming mình vẫn có thể mở ra bằng một tay rất dễ dàng, kiểu máy không bị kênh hẳn lên như này đó, rất dễ dàng. Và khi mà mình hạ xuống đây, độ dơ của máy sẽ nằm ở khoảng, mình nghĩ đây khoảng 30 độ. Và thôi, như vậy là cũng đã khá tốt rồi. Một laptop gaming bản lề chắc chắn và có thể mở ra một tay, thì đây là góc tối đa mà bản lề có thể mở ra được. Và khi mở ra, chúng ta sẽ tiếp cận tới khu vực màn hình. Màn hình sẽ có tổng cộng là 4 viền, thì 3 viền, tức là viền hai bên với viền trên sẽ là viền mỏng. Bên dưới sẽ hơi dày một chút để chứa logo của Acer cũng như là một số các linh kiện ở trong tấm nền. Thì tấm nền màn hình sẽ là tấm nền IPS có độ phân giải là Full HD 15,6 inch và chất lượng hiển thị rất tốt khi đạt tới 99% giải màu sRGB, 86% giải màu Adobe RGB. Và với chất lượng của mẫu màn hình này cùng với tần số quét cao là 144Hz thì hoàn toàn có thể đáp ứng được rất tốt các nhu cầu trải nghiệm từ gaming cho tới giải trí, hoặc thậm chí là các bạn làm việc, những bạn nào mà làm edit video hoặc làm công việc liên quan Photoshop và một chút về màu. Ở phía trên cùng chúng ta sẽ có webcam. Đây là dòng TOS Gaming. Dòng TOS Gaming hơn được cái dòng RR Gaming, đó chính là có webcam cho các bạn. Một cái webcam có chất lượng là HD đủ để làm thoại zoom hoặc là anh em nói chuyện với bạn bè. Thế nhưng cái điểm đặc biệt nằm ở bên cạnh webcam, đó chính là hai mic. Thì với hai mic này sẽ giúp cho thu âm khi các bạn chơi game, các bạn trò chuyện với đồng đội, không nhất thiết phải sắm một mic rời làm gì cho đắt tiền ra. Mic ở trên laptop, hai mic này sẽ thu âm cực kỳ tốt và người bạn ở bên phía đối diện có thể nghe được âm thanh của stereo bên tay trái tay phải rất tốt. Rồi thì mình sẽ nói tiếp đến cái phần khung bàn phím đi. Phần khung bàn phím, bởi vì đây là laptop 30 triệu đồng, là dòng TOS Gaming. TOS Gaming thì về cơ bản là dòng laptop tầm trung nhưng mức giá cũng tương đối ấn tượng đấy. Và Acer có một câu này, nhựa thì có nhựa zip, nhựa dát, và nhựa ở trên mẫu laptop TOS Gaming thì lại rất chắc chắn. Và mình ấn cực kỳ mạnh ở trên mẫu bàn phím này thì không hề có hiện tượng flex. Tức là khi các bạn chơi game, các bạn muốn làm anh hùng bàn phím mà gõ mạnh tay thì sẽ không lo kiểu là lún sâu quá đâu, bởi vì nó không lún cơ. Về bàn phím sẽ là bàn phím full size và phím WASD sẽ được làm trong suốt để có thể mang cái tính chất gaming, thì cảm giác gõ là rất tốt và hành trình phím sâu, khoảng cách giữa phím hợp lý. Thì mỗi tội là nếu mà so với về mặt phông chữ đi, mặt phông chữ kiểu hơi bị hơi khó nhìn một chút theo đánh giá cảm quan cá nhân của mình, thì mình thích những khung chữ kiểu đơn giản hơn. Và phím space ở đây cũng được làm gọi là hơi dày hơn một chút để tạo cái khi các bạn gõ, các bạn chơi game bấm phím space nhiều, các bạn chơi game liên minh điện thoại hay Dota hoặc thậm chí là CS:GO thì phím space đóng vai trò rất lớn trong vấn đề sử dụng. Còn về touchpad thì sao? Touchpad thì các dòng laptop gaming, mình cũng nói thật, mình không bao giờ đánh giá cao cả. Touchpad chỉ làm phụ cho cái nhu cầu gọi là khi các bạn không mang chuột ra ngoài, các bạn chỉ mang mỗi laptop và cần vuốt gọi là hoàn thành đúng nhiệm vụ của touchpad, thì touchpad trên A15 hoàn thành rất tốt nhiệm vụ đấy. Bù vào đó là phím chuột trái chuột phải cực kỳ im lặng luôn. Đây mình sẽ bấm cho các bạn nghe này, cực kỳ im lặng, chỉ là cho tay của mình ấy gọi là ma sát với lại cái bàn phím, cái touchpad thì bạn mới nghe tiếng thôi, còn nếu mà bấm nhẹ nhàng thì gần như sẽ không phát ra tiếng động nào.
Và đến khu vực cổng kết nối thì sao? Chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 cổng USB Type-A, 1 cổng USB Type-C, 1 cổng HDMI và 1 cổng mạng LAN RJ45. 3 cổng USB Type-A sẽ bố trí đều về hai bên, sẽ có duy nhất một cổng ở bên tay phải và hai cổng nằm ở bên tay trái. Thì điều này sẽ phù hợp với các nhu cầu gaming, bởi vì ở bên tay phải đây các bạn sẽ gần như là để chuột ngay sát bàn phím đây. Nếu mà để quá nhiều cổng kết nối bên tay phải thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới trải nghiệm sử dụng. Và mình sẽ nói tiếp tới cái phần mà quan trọng nhất mà mình nãy mình đã bỏ ngỏ ở đầu video, đó chính là về mặt cấu hình. Phiên bản TWS Gaming A15 mình đang có ở đây được trang bị CPU là Ryzen 7 5800H 8x16 luồng, các đồ họa là RTX 3060, 16GB RAM, bus RAM là 3200, bus RAM cao thì không hiện tượng nghẹn vỏ chai. Đấy, mình sẽ nói ngắn gọn như vậy. Và 1TB SSD không phải là 512 gọi là gigabyte nữa, mà bây giờ chúng ta có được 1TB SSD và trong máy chúng ta vẫn trống một khe slot SSD nữa để các bạn có thể nâng cấp. Wow, ấn tượng đấy, nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Thì trước khi đeo vào test hiệu năng thì mình sẽ đánh giá sơ qua một chút về hệ thống tản nhiệt trên dòng A15. Thì mình rất xin lỗi các bạn, đó chính là không biết là do bên phía các cái gọi là bên thứ ba ấy, cụ thể là phần mềm SI Afterburner không hiển thị được phần nhiệt độ của CPU. Thế nên cái bài test về nhiệt độ CPU mình sẽ gửi đến cho anh em sau. Mình sẽ nói sơ qua một chút về phần hiệu năng thôi. Hiệu năng của CPU Ryzen 7 5800H có thể mạnh ngang với Ryzen 7 trên desktop. Đó, hợp lý lắm, bây giờ kiểu AMD ưu tiên người dùng. Về phần nhiệt độ của hệ thống thì sao? Thì mẫu máy A15 các bạn sẽ có tổng cộng là 2 quạt tản nhiệt, cùng với đó là 4 ống đồng. Thì 2 quạt tản nhiệt sẽ có tổng cộng là 83 lá. Đây, các bạn có thể nhìn thấy ở ngay bên trong của laptop, đây của Acer cũng đã giới thiệu rồi. Thì với hệ thống tản nhiệt đấy sẽ hút gió ra được và hút gió vào này, không thổi gió ra rất tốt. Thế nhưng theo cái trải nghiệm cảm quan cá nhân khi mình test bằng Fermax thì mình cảm thấy được ấy là cái fit cao su của máy hơi thấp. Nếu như bạn nào mà có những hệ thống như kiểu là để nâng mẫu laptop này ra thì nhiệt độ sẽ giảm được khoảng chừng 3 độ C. 3 độ C đôi khi sẽ tăng được tương đối nhiều FPS đấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần trải nghiệm năng, thì mình sẽ test nhanh qua một số các tựa game để bạn thấy được Ryzen 7 5800H kết hợp với RTX 3060 sẽ như nào. Có một số điều mình đánh giá rất tốt ở mẫu TWS Gaming, đó chính là trong quá trình test hiệu năng mà mình trải nghiệm, mình đã có đẩy chế độ hoạt động lên turbo và cái mức ồn của quạt phát ra là tương đối ổn định. Các bạn hoàn toàn không nhất thiết phải cắm thêm tai nghe để có thể sử dụng. Các bạn có thể sử dụng sẵn hệ thống loa ở trên laptop. Và hệ thống loa ở trên laptop đây cũng thuộc dạng là stereo, vậy công nghệ âm thanh gọi là DTS, gọi là two-way. Nói chung là sẽ có trải nghiệm được phản ánh tương đối sống động đối với các tựa game MOBA. Có các tựa game như kiểu đòi hỏi nghe tiếng bước chân thì cái này thì mình không biết, bởi vì mình không phải là một người giỏi trong cái lĩnh vực chơi game mà phải cần phải nghe tiếng bước chân. Và mẫu laptop này sẽ được trang bị thêm cả Wi-Fi 6 nữa, tức là sẽ đồng bộ được với hệ thống Wi-Fi 6 rất nhiều trên thị trường của Acer. Các bạn nào mua sẵn hệ thống Wi-Fi 6 ở nhà rồi thì mang mẫu laptop này về và trải nghiệm game, tức là chúng ta có thể chơi game cực kỳ ngon mà không nhất thiết phải cắm dây. Khi nào cần download thì lúc đấy mới cần cắm dây thôi, bởi vì khi download cắm dây lúc nào cũng hiệu quả hơn. Và với khoảng 30 triệu đồng kèm theo một số các phần quà khuyến mãi nữa thì liệu các bạn có bỏ tiền ra để mua mẫu laptop Acer TWS Gaming A15 hay không? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận của video để cho chúng mình được biết. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.